Các bạn đang làm gì vậy? Trong suốt khoảng thời gian qua, các bạn đã dùng những từ ngữ để chỉ trích, chê bai, than thở về Aquano và các bạn nghĩ rằng Oda không biết hay là quá xem thường. Oda chưa bao giờ ủng hộ cho những cách hành xử như vậy với manga khác, nhưng các bạn lại đang làm điều đó với Oda ư? Các bạn có thật sự dành sự tôn trọng cho Oda hay không? Oda không bao giờ ủng hộ cho những điều đó và cũng không khuyên các bạn những điều đó. Oda luôn hướng các bạn đến với những điều tốt đẹp cho cuộc sống, yêu thương và tôn trọng những gì đang diễn ra trong One Piece. Bởi Oda luôn dành sự tôn trọng và yêu thương cho khán giả của mình. Nhưng các bạn đã và đang làm những điều mà mình thật sự không chấp nhận được. Nó đã chạm đến giới hạn của mình. Đừng nghĩ chuyện tổng hợp thay đổi. Chính các bạn đã làm mình sợ hãi trước những công kích nhắm One Piece. Những người vừa chăm chú đọc chap mới mà sau đó lại đăng những lời chê bai nội dung trên mạng xã hội ư? Vậy là yêu thương sao? Mình xin khẳng định Aquano ngay từ ban đầu đến giờ vẫn hay như Oda nói, chứ không có chuyện treo đầu dê bán thịt chó ở đây. Và Oda cũng chưa bao giờ nhờ vào khán giả để giúp tăng view hay lượt mua chuyện, tất cả đều là tự nguyện mà. Sao bây giờ các bạn lại nói Oda? Mình sẽ đặt cho các bạn một câu hỏi. Đứng ở góc độ tác giả với một người ngoài mặt thì đang ủng hộ, nhưng đằng sau thì lại cố tình gây chia rẽ cộng đồng fan và tác giả, thì bạn có cảm nghĩ gì? Với những gì bạn đã đóng góp để phát triển cộng đồng fan, dành tình cảm cho One Piece, Oda luôn ghi nhận và cảm ơn. Nhưng cách mà bạn đang làm vô tình gây ra những hiểu lầm nghiêm trọng không đáng có, và chị nghĩ là bạn đã thể hiện nó sai cách. Đó là lý do mà mình chân thành khuyên các bạn đừng chê nhạt, cũng đừng bảo Wano không bằng Marineford nữa. Arc này đã quá dài rồi và chúng ta cần kết thúc nó. Thậm chí Wano cũng mới đi hết 2/2 quãng đường. Còn cả trận chiến lớn khác ở phía trước cơ mà. Vì vậy, thay vì than vãn, xin mời các bạn ngồi ngay ngắn order một ly trà đào cam xả hết stress bằng video phân tích One Piece chapter 1049 phần 2 ngay sau đây. Về mặt nội dung thì có thể nói mình đã làm cực kỳ chi tiết trong video ngày hôm qua, cho nên ở phần 2 này chúng ta sẽ nói nhiều hơn về các thông tin bên lề cũng như xăm soi tìm sạn trong chapter 1049. Trước tiên là về cái được của chapter 1049, điểm cộng đầu tiên là bố cục nhanh gọn để khép lại cuộc chiến. Với nhiều người thấy Kaido bị hạ quá nhanh chỉ sau một đêm, trong khi hai đô đốc solo 10 ngày 10 đêm, Roger và Dâu Trắng 3 ngày 3 đêm, hay phèn hơn như Ace và Jinbei còn 5 ngày 5 đêm. Nhưng mỗi người lại có một hệ quy chiếu khác nhau. Ta không thể bảo Akainu và Okiji mạnh hơn Roger hay Dâu Trắng chỉ vì họ solo với nhau lâu hơn. Jinbei và Ace giao chiến suốt 5 ngày 5 đêm cũng không đồng nghĩa họ bằng một nửa hai đô đốc, bởi nếu đánh tay đôi thì phút mốt là Ace đã bị Akainu cho lên bảng đếm số. Dâu Trắng và Marineford cũng tử trận chỉ sau vài tiếng đồng hồ. Chắc chắn là thời gian bố ra cầm cự trước hải quân chưa bằng Kaido cân cả liên minh. Combat tổng bao giờ cũng khác solo. Đừng lấy lý do bệnh tật ra để bảo Oda dìm Kaido, vì thời gian đầu Marineford bố ra toàn đứng nhìn Marco và các đội trưởng mở đường, lâu lâu mới dùng chút skill để dưỡng sức, còn Kaido làm những gì thì anh em biết rồi. Cứ cho là Dâu Trắng không có bệnh thì ông cũng sẽ bị đánh bại trong buổi sáng hôm đó mà thôi. Vì Gáp và Sengoku mà nghiêm túc tham chiến thì nói thẳng Dâu Trắng đỉnh cao cũng không có cửa. Mà nên đừng đem thời gian solo giữa hai kẻ ngang tài ngang sức ra so sánh với thời gian một người cân tất cả mọi đối thủ. Oda đã set up chapter 1048 và 1049 rất nhanh gọn, mỗi chương diệt một boss để đóng màn hồi 3, vì chính Oda cũng hiểu Aquano đã quá dài, nó nên dừng lại. Điểm cộng thứ hai là mặt nội dung, chúng ta được biết nhiều hơn về những bí ẩn thông qua quá khứ của Tứ Hoàng Kaido Bách Thú, biết được cái cách ông ta gia nhập băng Rock như thế nào, rồi tan rã và quay lưng lại với Big Mom ra sao. Oda cũng khéo léo điểm mặt các thành viên chủ chốt của liên minh, ngoài nhóm Kid, Law, Hyogoro, Kawamatsu và 4 thủ lĩnh Yakuza tại sảnh cả mũi nhạc, thì Nekomamushi cũng dẫn theo Wanda và Carrot chạy vào đây khi Kaido bay xuống dưới. Oda đang muốn gom tất cả lại để chuẩn bị cho một điều gì đó ở phía trước, cụ thể là trận chiến với bọn Cyberpole. Jinbei và Raizo cùng nhau xuất hiện, họ đẩy nước tràn ra cả ngoài đảo quỷ và hết tất cả mọi người từ tầng trên xuống sảnh, gồm có Beppo, Sachi, Penguin của băng Hurt, Killer thì được 500 anh em băng Kid khiêng xuống từ trước. Vậy là hai băng này cơ bản đã đầy đủ vì Jinbei đang ở cạnh Raw. Băng mũ rơm thì có Nico Robin, Brook và Usopp theo dòng nước trôi xuống, hợp với nhóm của Nami, Chopper. Chi tiết này rất quan trọng vì Kiku và Kinemon đang nguy kịch, Thánh Usopp đang đi tìm bác sĩ nhưng chạy quá chậm, di chuyển bằng cách này nhanh hơn. Một người khác cũng nguy kịch là Zoro thì chưa thể họp mặt với mọi người do Franky vẫn chạy loang quăng, anh ba thì bận cứu gái nên thôi bỏ qua. Băng mũ rơm vẫn coi như đầy đủ, chỉ có kiểu hoàng bao là thiếu. Denzero xuất hiện liền trong hai chap, nhưng Ashura, Doji, Inurashi và Izo lại chưa rõ tình hình. Mình đoán Marco đã bay đi tìm Izo, hai người còn lại đang nằm dưới sân bên ngoài bảo khố tầng 2, gần chỗ Denzero và Hiyori, nên chắc họ sẽ lo cho Inu và Ashura. Những người còn đủ sức để đánh tiếp theo thứ tự từ mạnh tới yếu thời điểm này gồm có
Yamato, Mako, Sanji, Jinbe, Brook, Enzero, Kid, Floor, Nekomamushi, Kagamachu, Frankie, Nami, Robin, Usopp, Chopper. Sở dĩ có thứ tự như vậy là vì Yamato và Mako ăn doan thần thoại, cả hai lại không bị thương nặng. Anh ba thì phục hồi quá kinh khủng nhờ bộ Gen Gamma vừa thức tỉnh. Brook chưa đánh với kẻ mạnh nào từ đầu ác tới giờ, trong khi Denzero chạy đi tìm Hiyori và không giao chiến. Kid và Law ngang nhau nhưng họ đã bị Big Mom bắt kiệt sức, đến bọn lâu la cũng có thể tấn công hai siêu tân tinh này. Thứ tự còn lại mình nghĩ anh em không thắc mắc gì. Việc Oda để Yamato, Mako hay Brook rảnh rỗi như vậy không phải họ vô tích sự ở Aquano, mà nửa sau sẽ là của họ. Tương tự là Nami và Thánh Usopp, đừng tưởng hai người này yếu mặc dù họ yếu thật, nhưng mà yếu nếu solo với Toberoppo thôi. Cận chiến chưa bao giờ là thế mạnh của cả hai, còn khi bước vào một trận chiến combat hoành tráng trên biển thì khả năng điều khiển thời tiết của Nami khi có rớt, cộng thêm khả năng bắn tỉa của Thánh Usopp, họ sẽ trở thành bộ đôi vô cùng đáng xem. Chưa kể còn Jinbe không tốn nhiều sức để hạ Husu, tầm này ông vẫn có thể đánh bại CP0 là bình thường. Đáng tiếc Zoro và Luffy lại đang kiệt quệ về mọi mặt, nhất là Zoro. Nhưng đánh với Tứ Hoàng thì phải vậy thôi. Điểm cộng thứ 3 chính là cảnh đánh nhau trong chóp này vẫn khiến mình thỏa mãn như các chapter trước đó. Cái cách mà Kaido tạo ra con giống nguyên tố lửa giúp tăng 8% sát thương phải nói là cực kỳ ấn tượng. Nắm đấm của Luffy to ngang với Onigashima và ban đầu ta thấy Kaido chẳng khác gì con Jun. Nhưng khi con rồng nguyên tố há mồm thì nó gần như ngoạm trọn nắm đấm của Lu. Và trong này cho ta thấy rõ hơn Kaido ở bên trong trông nhỏ bé ra sao. Tới cuối game mà ông ta vẫn kinh khủng như vậy. Tiếc là ai cũng có giới hạn và Kaido đã dồn toàn bộ sức mạnh vào đòn quyết định này. Minh chứng rõ nét nhất là hỏa vân đột ngột biến mất dù Kaido chưa bị đánh bại. Khi Momo tỏa sáng mới là lúc Luffy tung hết toàn bộ uy lực, chẳng hiểu bằng cách nào mà thằng nhóc có thể tạo ra từng đó mây lửa chỉ trong chớp mắt, nhưng nhờ nó nên Luffy mới yên tâm để hạ Kaido. Cú đấm của cậu đã khiến ông ta gãy một bên sừng, và nếu không nhầm thì Kaido cũng rơi xuống hố y chang Big Mom. Hóa ra cảnh Zoro chém cụt một sừng của cái đầu lâu ở chapter 1006 là Hin, Kaido cụt sừng, cánh tay phải của lão là King thì cụt mất cánh phải. Còn cánh tay trái là Queen bị anh ba đá đứt luôn cái tay trái cơ khí, còn tay thật thì đã cụt từ lâu. Những chi tiết ẩn dụ phải nói là vô cùng tâm thúy từ Oda và Kaido sẽ không còn cơ hội đứng dậy để đấu tiếp nữa. Vì sao ư? Vì đúng lúc Kaido bị đánh rớt xuống đất, ta thấy vài chiếc đèn trời có chữ bay lên. Sau một đoạn hồi tưởng khi Kaido còn giữ được ý thức, Oda quay cận cảnh hai chiếc đèn lồng đó và ta đọc được điều ước là xin hãy đánh bại con rồng đáng sợ đó và phục hưng gia tộc của Uzuki. Ở chap trước khi Denzero chém đầu Orochi cũng xuất hiện một chiếc đèn lồng ghi điều ước là xin hãy cho Orochi biến mất. Cuối chapter 1049, Momonosuke và Luffy cùng nhau xuất hiện thay vì cảnh Kaido nằm bất động. Vì người đứng đầu gia tộc Kozuki đã quay lại, thậm chí còn vừa lập đại công, trong khi Luffy trở thành anh hùng của Wano Quốc với chiến công đánh bại Kaido. Ông ta không chỉ bị đánh rơi mà đúng như Luffy nói là xuống tận 18 tầng địa ngục. Lực đánh mạnh đến nỗi hình con rồng in trên mặt đất, còn Kaido bị chôn vùi sâu bao nhiêu ta chưa thể biết được. Hồi 3 đã kết thúc, mình từng dự đoán Kaido sẽ bị hạ muộn nhất là ở chapter 1050, nhưng Oda quyết định dừng trận đấu sớm một chap. Điều này cũng gây ra sự đáng tiếc với những ai thích xem đánh nhau, nhưng đối với mình thì điều hụt hẫng nhất là flashback của Kaido. Đây là một trong số những hạt sạn khiến mình chưa hài lòng ở chapter này. Khi Oda chăm chút flashback của Big Mom và rất tỉ mỉ, chỉn chu thì lại có một sự sơ sài và rời rạc nhất định khi làm hồi tưởng về Kaido. Những đoạn flashback bị chia nhỏ, đôi khi lại được giới thiệu qua hồi tưởng của nhân vật khác như King, nó khiến cho mọi thứ bị đứt quãng, không liền mạch, gây khó chịu cho người xem vì phải lật lại để sâu chuỗi. Chưa hết, còn rất nhiều thứ Oda cố tình dém nhẹm đi không chịu tiết lộ. Đương nhiên quan trọng nhất là Rock và biến cố God Valley. Oda đang che giấu một trong những sự kiện lớn nhất lịch sử. Ở God Valley có thứ gì mà cả băng Rock, băng Roger, hải quân như Gáp, lẫn đám Long Tinh đều tới đây. Thứ hai là lần Kaido bị bắt đem ra nghiên cứu chính quyền thế giới đã làm gì với ông ta. Tại sao Kaido có thể đổi lấy một vé tham dự Left Valley cho một vương quốc? Nói chung, flashback này quá ngắn mà lại còn rời rạc. Ta chưa thể biết thêm nhiều thứ liên quan tới lịch sử, nhất là khi Kaido liên tục nhắc đến Joy Boy trong các cuộc trò chuyện với King. Mình đã mong rằng Oda sẽ làm một flashback chi tiết về Kaido. Nếu không dài bằng Oden thì ít nhất cũng như Big Mom. Cơ mà bây giờ Kaido ngất rồi thì chả lẽ con gái kể chuyện về cha, dù lúc đó Yamato chưa được sinh ra ư? Khá thất vọng với Oda ở chỗ này. Hạt sạn thứ hai là Momonosuke. Chả hiểu sao đùng cái nó hô hỏa vân hiện, lập tức mây bao trọn lấy đảo Oni. Lúc trước thì một con khỉ với một con chó dạy cho một con rồng cách tạo mây, dạy mãi vẫn ngu, xong đùng cái nó triệu hồi được hỏa vân ngang với Kaido. Quá ảo mà Lazada Nobita làm nhòe đi mascara của Shizuka.
những tưởng phải được hướng dẫn đôi chút, nhưng búp tinh thần kiểu đọc được điều ước của người dân, rồi trong cơn nguy cấp hòn đảo rơi xuống kinh thành, nó kịp thời tạo mây. Cơ mà chỉ cần đọc câu thần chú gây lú, sau vài lần loay hoay làm không được thì cuối cùng nó cũng thành công. Nói chung là chi tiết này chán, mình biết mình không thể so sánh với Oda, nhưng nếu là mình thì chắc này sẽ chưa vẽ cảnh Kaido bị chôn vùi và Momo đỡ đảo vội. Nhưng dù sao mọi thứ cũng đã xong rồi, cả Kaido lẫn Orochi đều đã chết, nên trước mắt ta sẽ chờ đợi cuộc combat tổng với quân đội của chính quyền. Và phần xem soi vừa rồi cũng đã khép lại video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, nếu thấy hay đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ kênh Chuyện Thuần Hợp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!